Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Trời ơi, sao mềm quá vậy? Không để đi về kiếm kem nào mà của dân mà tập tạ chứ. Tha vô cho chắc chứ. Gì vậy? Ủa, mày ở đây hả? Trời đất ơi, nãy giờ tao đi kiếm mày ha. Tao leo đèo, tao lội suối, tao té lên, té xuống luôn á, mày biết không? Ở đây làm gì có đèo mà leo. Nhưng mà trong trí tưởng tượng của tao. Trời đất ơi, rồi mày làm mày đeo gì vậy? À, mày đeo gì vậy? Cái này hả? Ờ. Trời ơi, mod. Mod gì? Hồi tối hôm qua, tao coi phim cướp biển Caribe á. À. Tao thấy mấy người trọng ha. Họ đeo cái như vậy nè. Xong cái họ đi tới đâu ai cũng sợ họ đó. Vậy là bị nhiễm phim á hả? Ừ. Tao thấy vậy là ngầu á. Ngầu ông nội tao ngầu. Người ta sao đen, đeo mắt kiến đen đi. Mà đeo mắt kiến đen hôm bữa ông Tư ông chưa sợ mà đeo này ông sợ không? Tao nghĩ là ông sợ. Sợ hả? Ừ. Rồi mày cầm bịch gì vậy? À quên nữa. Đó, thấy không, làm tự phiền mình không? Tự làm cho phiền phức thì nọ thôi chứ không làm được gì hết. Tại lúc đầu chưa quen mày ơi. Đây nè. Nãy tao đi ngang chỗ trường tiểu học á. À. Tao dằn giật mấy đứa nhỏ lắm. Tao mới kiếm được mớ này cho mày nè. Cái làm gì vậy? Tao đó cơ. Hình dáng. Hình xăm á hả? Ừ. Mày có khùng không mà đưa nó coi coi. Trời đất ơi là trời. Mày làm sao hồi đen hình xăm gì mà. Tao nói là bông hoa rồi Kitty rồi Doraemon rồi cái gì mà tùm lum vậy trơn vậy ông nội. Trời đất ơi, bạn ơi bạn. Bạn không biết gì hết á. Xã hội đen đúng không? Người ta xăm. Còn mình là cái này mình dán. Nhưng mà mình dán cái kiểu này á là mình dán dễ thương. Đó. Dán dễ thương chi vậy? Trời ơi, xã hội đen á tụi nó đi cướp. Đúng không? À. Cái người ta bị mất tiền, cái người ta ghét nó. Còn cái này biết sao không? Mình dán vô người ta thấy dễ thương. Nhiều khi mình cướp chưa được nữa. Tự nhiên cái người ta đưa tiền cho mình à. Thấy hay không? Ủa sao rốt cuộc mày kể gì giống xã hội đen mà giống xin ăn vậy mày? Đâu, tao thấy vậy là ngầu lắm á. Tao suy nghĩ dữ lắm á. Ờ, nhưng mà rốt cuộc là tự nhiên mình rồi bây giờ dán mấy hình này vô. Ừ. Là để làm giang hồ dễ thương. Đúng rồi. Là coi như là cướp không được mà ta thấy dễ thương quá ta cho tiền. Đúng luôn. Được không ta? Tao thấy được, nghe tao đi. Biết sao không? Mày á, mày dán này vô ha, cái mày đeo mấy kiến đen, mày là xã hội đen. Còn tao có thủ sẵn rồi. Kéo này xuống. Xong. Thêm cái này nữa là cướp biển Caribe hoa hồng luôn. Trời đất ơi, mày dán cái này là thành sao đen hả? Ừ, trời ơi, tao cũng lựa dữ lắm á mày. Cái chỗ này á là tao mua trường mẫu giáo nè, còn cái đó tao mua trường tiểu học cho mày á. Bắt đầu tao thấy mày không phải là sao hôi đen bình thường rồi. Chứ gì? Mày trở thành là bóng sao hôi đen. Ê, quên nha. Nghĩ sao giang hồ của người ta là sao hôi đen, tao phải dán mà. Cọp, beo, sư tử hay rồng rắn gì trên mày dán cái gì bông hồng là sao? Trời ơi, bạn ơi. Mấy cái đó quê lắm rồi. Đã tao nói mày á, mấy cái cọp beo đồ này kia đó, cái đó thường lắm. Tao thấy người ta ghét. Mày dán cái này thử đi. Người ta thương, người ta biết cho tiền nhiều. Thôi, được rồi. Bây giờ là coi như là mình sẽ làm là xã hội đen dễ thương. Đúng rồi, xã hội đen dễ thương. Cướp không được là người ta sẽ cho. Đúng luôn. Rồi mày dán đi cho tao đi. Mày lấy con, để coi cái con Ê, Hello Kitty đi. À, lấy không, từ để nó coi. Hello Kitty nhiều lắm, nhiều ấy lắm. Được tao. Mày dán cái gì? Bông phải không? Bông, tao bông. Bông hả? Mày lấy cho tao cái con này nè, dễ thương nè. Cái con này là tao thấy nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ thì mày lấy con này cho tao đi. Con này phải không? Ừ. Mày xé ra mày dán cho tao liền. Rồi để tao chơi liền. À, sao bạn? Thú tiên, thú tèo. À. Thú. Tự nhiên chưa nắng đứng đây chi vậy? À cướp. Cướp gì? À cướp nhẹ. Cướp nhẹ là sao không hiểu? Đây nè. Cái này mấy hình này ở nhà cháu tao dán dễ thương lắm, sao tụi bây già gần chết mà dán ba hình này chi vậy trời. À, dạ. Mày tao nói rồi, cái hình này tao nhìn thấy quen lắm mà mày. Giờ nó nói con nít mình thấy. Mày để tao quay gì qua vậy? Kênh nó, quay qua kênh nó. Nè. Hả? Tao nói cho mày biết nha. Vậy? Cháu của mày á là dán hình là dán. Khoan xí, để tao lùng xuống lại để nó nhìn nó mỏi cổ tội nó. Sao vụ gì? Mà thôi chịu khó đi, tao đứng vậy tao mỏi chân lắm. Nè. Gì? Cháu của mày á. Khoan xí, con mắt bị gì vậy? Kệ tao đi. Tao thích vậy đó. Hôm qua nó còn thấy hai con. Tao nói mày kệ tao đi. Cháu của mày á. Sao? Đừng có đem so với tụi tao nha. Đây nè, tự giới thiệu mày biết. Đây là anh hai, dân xã hội đen. Tí. Anh hai. Tao. Mày hơi bị lanh rồi đó nha, mày hơi bị lanh rồi đó ha. Lanh gì? Bớt lanh lại nha. Ủa trong xóm này ông Tư ếch cha tao lanh nhất xóm mà giờ tao con ổng tao phải lanh giống ổng chứ. Mày câm mồm lại cho tao nha, nhìn kỹ đi nha. Thú nè. Yên tâm, đây, xã hội đen thú xin chào bạn. Đúng rồi, à. Cướp biển Caribe hình hoa hồng xin chào bạn. À. Dạ. Đúng bây rồi. Giờ thì mày đi đâu về vậy?
Đi bán gà. Dạ hả? Vậy thì hôm nay là coi như là dạng sự khởi đầu nè. Thì nói chung là mày hơi khó khăn khi gặp tao. Lần đầu tiên tụi tao cũng đi cướp và bây giờ thì chắc chắn là tao sẽ phải lấy con gà này. Ừ, đúng rồi. Gì? Tự nhiên gà tao bán lấy gà tao? Cướp mà, cướp mà. Cướp hả? Ừ. Ủa nói cướp là tao cho cướp hả? Nè. Bây giờ muốn lấy gà phải không? Lấy gà. Nè. Ủa sao dễ làm vậy? Đâu có, tao đã nói với mày cái gì nó cũng phải nè, mày nhìn thấy cái tay tao có thêm giày là mày hiểu, mày cầm rồi. Tao rồi ngon lành để tao 100.000 á, nay tao bán ế còn con rồi trả nó đi. À quên, là cướp mấy bữa con nó phải 150 đó. 100.000 mắc lắm. Thôi mà thôi kệ đi, tao mày cũng đang thèm cháo gà, tối nay có mồi nhậu. Mày lúc thèm lúc. Thôi chứ tao là tao thèm con gà chứ tao không thèm cháo. Tao hiểu mà. Nhưng mà nói thẳng với mày nghe là cái này là cũng hơi bị mắc á nha. Con gà này tính là mắc á. Mà thôi kệ, lần đầu tiên mà đi cướp rồi cũng phải có qua có lại. Đúng rồi. Mày đưa tiền cho nó đi. Thôi nếu mắc thì 80. Mày đưa tiền cho nó đi. Tao còn 20 à, nãy mua mấy cái hình dáng này hết tiền luôn. 20 đưa đây đi, tao cho thiếu 60. Còn được rồi, nói chung là vậy cũng tình cảm nè, mày đưa cho nó 20 cho nó. Rồi mai tao qua tao lấy 60 phải không? Rồi. Ôi ê ê. Mọi đang cướp mà sao tự nhiên đưa tiền cho nó? Nó lỡ cất đây, lỡ cất đây. Tôi lỡ cất rồi, muốn thì lấy đi. Không không không, được rồi. Thôi coi như là bây giờ ngày đầu tiên đi cướp, nói chung là mình cũng phải có cái gì đó gọi là khuyến mãi đó. Thì lỡ là coi như bỏ 20 đó, còn mấy chục kia chắc lẽ là mình sẽ cướp luôn. Còn bây giờ là cái này. Tao giả mặt mày, mày chỉ có cướp mày cười thôi các mày. Ủa tao thấy tụi bay cười vô tao cười theo chứ đâu là mày là, im đi. Là giờ tụi bay cười tao không cười. Mày nín lên. Rồi. Tao giả cho mặt mày liền nữa, cho mày phải giỡn nhây nha mày. Mày nên nhớ, bây giờ là tao sẽ cướp mày trước. Đúng rồi. Cướp rồi. Thì cướp rồi. Và sau đó sẽ là sẽ làm nhục tao giống như trong phim. Trời lúc đó ơi. Là tao sẽ áo tao sẽ bị bung ra như thế này rồi tao ngã xuống rồi thôi, tụi bay sẽ tha hồ làm nhục thăm, ngã tao. Thăm rồi thăm tao lại mày luôn đó. Thăm mày lo nó ra ngoài chợ làm nhục gì cái tội nó xấu banh nhà lòng chợ mà còn ảo tưởng. Mày hiểu sao? Ý tao tao lại mày tao luôn. Tao coi trong phim là vậy mà. Thôi khỏi, đứng lên đi mắt, đứng lên. Không có muốn làm nhục luôn. Bây giờ hả? Là cướp con gà xong. Ừ. Ha. Mày có thể đi thông báo với lại cái xóm này là từ nay ở tại đây sẽ có một băng nhóm giang hồ dễ thương. Xã hội đen dễ thương sẽ cướp ở tại vùng này. Xã hội đen dễ thương hả? Đúng rồi. Ăn cướp dễ thương. Đúng rồi. Đi ngang qua đây thì phải cái gì? Đi ngang qua đây á là mày phải nộp tiền. Nếu mà mày không nộp tiền á là mày phải nộp hiện vật ở trên người mày, chẳng hạn như con gà này nè. Đó là một ví dụ. Nếu như tao không có tiền và hiện vật, tụi bay sẽ tiếp tục làm nhục tao. Sao mà nó cứ vậy hoài mày. Thôi làm ơn đứng lên giùm con cái má. Nè mày phải nói nó rõ ràng. Trời ơi, ngày nào mà nó cũng đem gà ăn lòi bản họng sao mày ngu vậy? Thí dụ bữa nay là gà, ngày mai nó đem vịt hay là mấy mốt nó đem cái gì tới khác chứ không tự nhiên nó ăn bán gà mà chết sao? Đúng rồi. Rồi bây giờ những gì nói mày cũng hiểu rồi phải không? Hiểu rồi. Thì từ nay là cái xã hội đen dễ thương sẽ trấn giữ khu vực này. Đi qua là sẽ bị cướp vậy thôi. Đơn giản vậy. Ok. Rồi, coi như bây giờ là tao đã đưa mày 20 rồi, có khuyến mãi rồi, thôi bây giờ làm ơn đi về giùm đi. Đúng rồi. Nha. Là coi như mất 60. Mất rồi, mất trắng rồi. Thôi lâu rồi tao cũng chưa cúng cơ hồn. Coi như là hôm nay tao thí tụi bay con gà đó, ăn đi. Thí. Mày. Gì? Thấy vậy chứ Thắm nó sống tình cảm quá ha. Tình cảm gì? Nó thí cho mình con gà đó, nó tình cảm ghê chưa? Thí bà nội mày thí. Ăn cướp thí cái gì? Với cái ngày mà đầu tiên mà mình ra quân như thế này mà mình đã cướp được một cái con gà như thế này, đây là chiến lợi phẩm của mình. Chút xíu mình kéo qua bên chỗ ông Tân mình nhậu. Đúng rồi. Và bắt đầu kể từ đây mình đã trở thành cướp siêu dễ thương. Sao hồi tư đêm nay đi đâu? Tư nói rằng tư đi giăng câu. Tư đi giăng câu trên xiết xuồng câu. Không có cây cầu cây chấm nào cây cầu. Thằng mất dạy nào vậy? Hả thằng mất dạy nào vậy? Ê hai mất dạy. Tao đang hát để mà tao vụ cá rồi tao câu thì tự nhiên tao bay chọi đồ xuống cho cá nó chạy hết chân lấy gì câu. Sao? Là hát cho cá lên hả? Đúng vậy. Tôi nghĩ là ông mà hát là cá nó ngủ luôn, nó khỏi lên luôn á. Đúng rồi. Hát dở quá mà hát cái gì, thấy không? Nhưng mà tao hỏi tụi bay nè, hai người bay là ai? Trời đất ơi. Trời. Thấy đen mặt kiến đen không? Thấy.
Thế mặc áo đen không? Thấy. Xã hội đen. Trời ơi, trời ơi, hù mấy đứa nít rồi. Nè, coi phim nhiều lắm nghe. Biết xã hội đen người ta, hình thức người ta làm sao nghe. Sao? Nghe là bộ nguyên bộ đồ vest đen nè, rồi đeo kiến đen. Đó, đeo kiến đen là mới có phần nửa thôi. Mới có giống một chút xíu thôi, còn đeo áo đen giống chút xíu thôi. Vậy mà xã hội đen cái gì? Mà tao tới đây làm gì? Nói chung là xã hội đen là tới đây là để... Nè, gì? Giới thiệu cho mày biết nha. Biết tao ai không? Biết. Nói nghe cái là hết hồn luôn nha. Sao? Từ đây tới sau gặp tao phải gọi là Tư Cô Đơn là tao. Thấy không? Hiểu là cười là phải rồi. Hiểu là nể là cười là phải rồi. Tư cô đơn là Tư cô đơn là sống của mình đó. Thì đó. Đó vậy đó. Là từ hồi trẻ đến già sống cô đơn luôn. Đó vậy đó. Sợ quá à. Sợ lắm. Mà mày sợ gì à? Em sợ em quên ông chết. Không, mày đừng có nói bậy bạ. Tao sợ cô đơn giống ổng. Ê, nó nghe nè, nó nghe nè. Nghe nói. Bây giờ là cái Tư cô đơn hay gì á mình không quan tâm ha. Tại sao? Mình chỉ biết là bây giờ là ở khu vực này bắt đầu là sẽ có một băng nhóm xã hội đen nha. Đây là băng nhóm xã hội đen của mình. Đúng luôn. Thì nói chung là ở cái khu vực này là mà bây giờ là có chuyện gì là phải thông qua cái nhóm xã hội đen này hết. Là sao? Đây nè, anh để em nói cho. Mày qua mày nói đi giờ cho rõ chứ để ông này nói ông không biết gì hết. Anh để em. Giới thiệu cho ông biết. Kể từ ngày hôm nay. Đây á là anh hai. Cho nên á bản thân ông cũng phải gọi là anh hai. Còn tôi á là thứ ba. Cho nên ông cũng phải gọi tôi là thứ ba. Còn bản thân ông á là thứ tư. Cho nên ông chỉ là em Út thôi nghe chưa. Mày uống thuốc chưa? Mày trước khi ra đường mày uống thuốc chưa? Mày có uống nhầm thuốc không? Mày thấy là tao tuổi đáng cha chú tụi bay tự nhiên mắc mớ. Phải kêu thằng nhóc này là anh hai rồi mày là anh ba. Ê nhóc gì nhóc gì. Nè không có nhóc gì ở đây trơn nha. Nói chuyện cho đàng hoàng nha. Không có nhóc gì à. Người ta là xã hội đen thì ở đây kêu tôi là anh hai. Đúng luôn. Anh hai tí. Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh hai tí. Đây ba tèo. Tư cô đơn. Tư là phải nhỏ hơn. Đúng rồi. Nè nè nè. Nói nghe cái nè. Nhưng mà rõ ràng ta không có trong nhóm tụi bay. Trời mới gì vậy? Trời ơi làm gì có cửa mà vô nhóm tôi trời. Có cửa nữa hả? Chứ sao? Vô nhóm mới có cửa nè. Cái nhóm tôi không thể nào mà kết nạp những cái người nào mà ăn thiếu rồi ăn chịu rồi ghi sổ của quán bà Sáu. Hay là nói đơn giản là tại là sao là cô đơn là tại vì sao mấy chục năm cua tán gái mà đúng không được. Đúng rồi, là vậy hiểu không? Chứ không có gì đang nói hết. Cái này hơi quê nha. Hơi quê nha, tôi ăn thiếu là chuyện của tôi nha. Còn mấy đứa tụi bay ăn cái gì? Ăn vợt. Ăn vợt mà cũng khoe nó, người ta có chuyện đàng hoàng tới làm tự nhiên làm xã hội đen rồi đi ăn vợt nữa chứ vậy? Mà thôi kệ tụi tôi đi. Đại khái á là từ bây giờ tụi tôi nắm quản lý ở khu vực này ha. Cho nên bản thân ông á phải biết điều, biết điều sao? Cho đàng hoàng đi gặp tụi tôi là phải chào, rồi thí dụ như có cái nào ngon á phải đưa tụi tôi ăn trước. Không, đúng không? Mày kính lão đắc thọ hiểu không? Dạ. Có cái gì á mà ngon hay gì nọ đó rồi ông đưa tụi tôi ăn trước đi, ông ăn sau. Đó vậy đó. Đúng rồi, vậy đó. Hiểu không? Tại ông kêu bằng anh hai, kêu này bằng anh ba. Đúng rồi. Hồi nào tự nhiên kêu anh hai hồi nào? Kêu anh hai anh ba hồi nào? Đâu có đâu. Ê, khứ ấy hình như không sợ mình á. Rồi. Mày qua mày làm việc đi. Chưa có đáng sợ lắm. Bây giờ phải làm gì cho nó sợ đi. Rồi. Nó sợ để đi. Em, bây giờ mà chưa sợ, tao chưa sợ đâu. Lấy hàng nóng. Rồi. Cái gì mà nóng đó. Cái gì nóng đó. Rồi, ông thích hàng nóng đúng không? Nó tạo dáng này kìa. Để đó tôi. Ghê quá. Hàng nóng đâu. Ủa, bắt chước Lý Tiểu Long nữa kìa. Có giấu không? Mất tiêu rồi. Giấu tay ông nội mày hả? Sáng tao mang theo kia. Sao? Gì? Cái dao chặt dừa của má tao, tao để quên ở nhà rồi. Có nghĩa là không có đồ chơi đúng không? Không có hàng nóng đúng không? Coi như không có hàng nóng, mập. Không có hàng nóng đúng không? Đây, khỏi lo. Sao? Chết sợ quá. Bằng cái này cây son mà bắn gì? Có gì đâu kỳ, không có gì kỳ hết, tao lấy lộn, hiểu không? Sao là cái cây súng mà hộp quẹt đó. Tao lấy ra để sáng trên bàn rồi tự nhiên ai mà chơi. Nói tóm lại là bây giờ là không có hàng nóng đúng không? Tạm thời quên thôi. Chờ chút. Thôi giờ này ăn uống gì? Chờ chút, không có ăn uống gì hết rồi nè. Cái này nè, đó, đây nè. Cầm cái này. Cầm cái này xử tao. Hả? Xử tao nè. Xử sao? Xử tao có nghĩa là bây giờ chém. Đồ thiệt đó. Chém mới hằng ngày đó, chém mới gọi là xã hội đen. Thôi, nó nghe nè.
Tại vì biết sao mà tôi quen dùng súng rồi mày ba, cái này tôi không... À không dám hả? Ờ. Không dám thì về tới tao. Làm gì? Về cái này trẻ hay bấy đó. Không giỡn nha, không giỡn nha. Nè. Khoan. Tôi không giỡn nha. Đây đây. Đây. Trời ơi sao đem xuống nhục dữ vậy? Đứng đây tao chém mày bây giờ đó. Giọt lẻ. Chưa biết tao hả? Mày đi qua đây đi. À chú, con gửi nè, đây lại làm kỷ niệm. Chú... đây chú đừng có chỉ này vô đây. Chú nghe câu gì chưa? Câu gì? Anh cha, anh cha sao đen trả thù 2 tháng chưa muộn. Đi lao. Chú nói sao đen là trả thù 10 năm chưa muộn, sao đen trả thù 2 tháng xàm xí đu. Sao đen gì nhát nhà thỏ đế, đừng giỡn mặt với tao hả? Tao lao. Quái chưa? Sao phải làm gì mày? Quái chưa? Mày có đi chảy máu chưa? Chảy rồi. Ôi, hai thằng khùng. Bớ người ta hai thằng khùng. Bớ người ta hai thằng khùng. Đủ rồi. Không chảy mất tiêu rồi. Ta chà đầu quá. Mày coi mà cô có chảy máu vậy? Không có chảy máu mà sưng xíu à. Ôi cha, trời ơi. Mày thấy chưa? Làm xã hội đen cái gì mình phải có chiêu trò chút xíu, thấy không? Đúng rồi. Bước đầu là mình chiếm được cái chỗ câu cá của ông Tư là thấy ngon rồi. Đó. Còn mọi chuyện khác mình tính sao? Nhưng mà chiếm được chứ thấy mệt quá. Với lại á, hình như hai anh em mình còn thiếu một chút gì đó để anh chả sợ hay sao? Thấy ông chưa có sợ mình lắm. Mày nói đúng. Tao mày thị uy vậy mà ông còn thấy được muốn ăn thịt mình luôn. Ừ. Mình cần phải có cái gì đó đặc biệt hơn nữa cho ra cái chất xã hội đen. Đúng rồi. À. Chủ quán cho 2 chai xì tin dâu. Mày khùng hả mày? Mày bị khùng hả? Chứ gì? Trời đất ơi, sao đen đi uống xì tin dâu ông nội? Chứ uống gì? Uống cái gì mà cho nó đen đen, thí dụ à, cà phê đen. Ê, cà phê đen đắng lắm. Mày uống đường phải không? Ừ, nhiều đường. À, cho 1 ly cà phê có đường, 1 ly cà phê không đường. Ê, mình là giang hồ dễ thương mà ăn nói gì đâu không có chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy. Giang hồ dễ thương hả? Ừ. À, dạ làm ơn cho 2 xã hội đen 1 ly cà phê có đường, ly cà phê không đường. Đúng rồi. Vừa lòng mày chưa? Vậy đi. Đã có liền. Dạ cái này là không đường. Không đường là ai uống ạ? À? À không đường bên này. Bên này. Ủa? Dạ, bên này là có đường. Người quen. Người quen. À quen. Dạ. Tư hả? Tư hả? Dạ. Ờ sao? Ủa sao nay em qua đây vậy Tư? À dạ, tại vì anh hai với anh ba là chiếm cái chỗ em câu cá rồi, nhưng bây giờ em thất nghiệp, không có việc làm nữa cho nên qua đây phụ kiếm sống qua ngày vậy đó anh hai. À ba. Vậy hả? Dạ. Ồ thôi thì bây giờ ráng cố gắng bên này làm lụng kiếm tiền này nọ nha. Dạ dạ. À, với lại giờ là vô làm cho 2 tô mì gói và 2 cái trứng. Dạ dạ, 2 tô mì gói 2 trứng. Dạ anh cũng mì có bỏ thêm gì không ạ? Thôi vậy được rồi. Vậy được rồi hả? Không có ăn ớt hả? À? Dạ không luôn. Khỏi khỏi bỏ thêm gì hết. Khỏi khỏi bỏ. Khỏi. Rồi cho 2 tô mì trứng đặc biệt luôn nha. Rồi. Bàn số 1 luôn nha. Ai. Có liền. Dạ mời hai anh uống cà phê ạ. Ừ. Cái này không đường đúng không? Ừ, ngọt nè. Ừ. Dạ. Mì của anh hai anh ba. Ừ. Dạ chúc hai anh ngon miệng. Ủa? Thấm gà. Thấm gà. Ủa? Ủa sao mày ra đây mày ra đây làm gì? Phục vụ. Ủa sao hai cha con ra đây luôn hả? Chứ dạ. Gì nữa? Ê bậy. Mày làm vậy đâu được. Hả? Mày tự với cái mày không đi bán gà. Rồi mày không đi bán gà rồi tao lấy đâu rồi tao chặn đường. Rồi tao không chặn đường được rồi sao tao có tiền tao xài. Đúng rồi. Gà đâu tao ăn. Tại vì hai anh đã chấn lột hết vốn của em rồi cho nên em không còn tiền mua gà bán nữa. Buộc lòng phải ra đây phục vụ để có tiền mua gà bán để cho hai anh chấn lột chứ. Anh hai gì? Thấy ghê chưa? Sao? Anh em mình có tiếng tăm ở đây rồi. À, nói chung là mình triệt được sống của người ta thì cũng không được làm ăn dài lâu đâu. Đúng rồi, đúng thế rồi. Thì hôm nào cứ đi bán là đi, tôi cho thí dụ như tuần thì chắc lộ chừng ngày thôi. Dạ dạ, cảm ơn anh. Còn, dạ, cảm ơn. Tư thì cứ câu cá đi. Dạ, từng dạ. là ủa mày coi ông bị ghẻ. Cái này là thiệt. Cái này là xịn nè. Trời ơi. Cái này là xịn. Con cọp. Cái này là xịn nè. Đúng rồi. Chứ không phải là con mèo với lại bông hồng đâu. Không. Nga. Ông giả bộ á. Giả bộ á. Đây là hình xăm thiệt.
Nhưng mà hai cha con người nhắm chơi lại hai anh em tụi tôi đúng không? Rồi. Tao giới thiệu cho hai đứa biết luôn là cha của tao có cái tật thèm ăn con gì là xăm con đó. Yes. Cha tao rất thèm ăn con cọp nên xăm con cọp. Đó. Con cọp mà ba tao còn ăn thì huống gì hai tụi bay. À, vậy là tao hôm bữa tao nói tao thèm gà cái mình chặn đường là lấy thu gà hả? Xin lỗi nha, không những ba tao xăm mà tao cũng xăm luôn. À, mày xăm gì? Tao xăm chân mày với xăm môi. Trời đất ơi, thật gớm. Cũng là xăm. Đúng. Tao thiệt nhiều khi á, tao nói thiệt nhiều khi mày nói thấm gà nhìn nó đàng hoàng dễ thương. Mày nói đó. Ừ. À, nó biết điều rồi nó biết gì. Con nó khùng thì bà luôn biết điều gì. Nè, nó thẳng ra giờ hai cho con ông á, bây giờ muốn sao, muốn lật kèo hả? Có qua được bên này hay không? Muốn phải không? Muốn qua được phải không? À, nghe nè. Sao? Biển sông rát rào. Làm sao quên những tháng năm đẹp biết bao. Biết bao. Và nơi đó có biết bao người. Người. Đời liệt quanh với bao dinh nhục thăng trầm. Lộn bán. Thôi nên mệt rồi à. Ủa này, gì? Mình vô đây uống cà phê ăn sáng. Chứ đâu phải vô đây nghe hát hồ quảng đâu. Mày cứ ngồi đó cho tao đi. Ngồi đó. Mày ngồi đây. Sợ không rồi, có gì phải sợ hết trơn á. Đúng này. Rồi. Bây giờ mì cũng kêu ra rồi. Ăn đi. Để không thôi một chút xíu là chết là không còn có cơ hội ăn đó. Cái gì? Trời hồ. Biển sông. Rát rào. Làm sao quên. Thôi được rồi, thôi mệt quá. Nghe. Nè. Bây giờ tôi hỏi thiệt là hai người làm vậy để làm gì? Để tôi sợ hả? Rồi sao? Sao làm sao? Bây giờ không sợ rồi sao? Không sợ. Muốn cái gì? Muốn gì? Biển sông. Hoài hoài luôn. Làm sao quên những tháng năm đẹp. Nó nghe nè. À, ở đây mình chỉ ăn mì gói thôi, không ăn hủ tiếu ngọ. Gì vậy? Ây cha. Cây cô hả? Cây cô mình hay. Xin lỗi. Ủa làm gì cột này chi vậy? Tập võ. Luyện trưởng nguyên một đêm. Ủa cái tay này gì vậy? Ê, ở xóm này cho biết nha, chị Đại là tao chứ không phải tụi bay ha. Dạ. Thủy mũi chưa sạch mày đặt coi ba cái phim xã hội giờ tính làm anh hai anh ba hả? Giờ muốn gì? Trời ơi thấy ghê không? Vậy mà ông nói hai đứa này ghê gớm lắm, làm tôi luyện võ cả đêm nào giờ chưa quýnh ai. Thôi mà. Ngứa quá, làm đại luôn đi. Lỡ rồi chửi luôn đi. Lỡ rồi đánh nhắn luôn đi. Quỳ xuống xin lỗi đi. Bên này thằng nào cũng được hết. Thằng mặt bên trước đi. Xin lỗi đi. Vũ gì vậy? Dân râu đi cho ai vậy? Dạ, dân râu để tự phạt. Dạ. Tụi con biết sai rồi. Dạ. Đây. Dạ, cho. Dạ. Ui cha, nhột. Từ đây về sau bỏ cái thói côn đồ ăn hiếp bà con hàng xóm nha. Nhà mày. Dạ. Con hứa với lại Sáu, với Từ, với lại Thấm, từ nay tụi con sẽ là những thanh niên siêu dễ thương. Này mới dễ thương nè. Hả? Thôi ngọt. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Trời buồn hãy trời đang mưa, anh ơi hãy ngủ em ngồi quạt đây. Trời ơi, gì vậy? Nè, 3 năm nay mẹ con tôi về đây mở quán, ông không xuất hiện. Bây giờ ông xuất hiện muốn cái gì hả? Bà đứng im đó, bà bước ra đây. Đứng im đó, bỏ ghế xuống. Ê, quán của tôi nha. Không, bỏ ghế xuống. Món gì cũng phải để tôi tự vệ nha. Không có tự vệ gì hết, để ghế xuống. Để ghế xuống đi. Tôi đâu có làm gì bà đâu. Để ghế xuống. Bước ra đây. Trời ơi. Mời bà bước ra đó, thấy không? Bước ra. Nữa hả, gì vậy? Ê, bị điên hả, tự nhiên qua đây là làm gì vậy? Khỏi. 1m6 khỏi đo. Không, tôi đo cái lòng dạ của bà. Thấy thì nó cũng hơi sâu đó ha. Nhưng mà cái tình, cái nghĩa tôi thấy bà
cạn quá. Giờ muốn gì đây hả? Tự nhiên mấy năm nay không có xuất hiện, giờ xuất hiện đi đo lòng dạ tôi là sao? Ý ông là muốn cái gì? Rồi giờ sao? Không muốn tiếp tôi à? Mới sáng sớm chưa mở hàng, làm ơn đi chỗ khác giùm cái, để mấy tôi đốt phong long đó. Bữa nay tôi không đi đâu hết trơn, rồi tôi ở cái quán này, tôi ngồi đây nè, tôi giải quyết chuyện này với bà cho rốt ráo luôn, dứt điểm luôn. Chuyện gì? Chuyện gì? Ngồi đi hả? Giờ muốn giải quyết chuyện gì nói đi. Tôi hỏi bà nè. Chuyện gì? Tại sao bà cho người chặt cái dừa đó? À, tưởng gì? Thì ra là cái chuyện cây dừa. Người ta có cái chuyện cái ao, giờ có chuyện cây dừa nữa. Cây dừa đó làm sao? Dừa đó của tôi mà. Cây dừa đó là nó mọc ven đê, đúng không? Người ta đi qua đi lại, đi qua đi lại, lỡ trái nó khô nó rớt xuống cái bụng, nó đụng đầu người ta bể nát ấm làm sao? Lúc đó ai chịu trách nhiệm? Tôi nói cho bà nghe nè, ở cái làng cái mình, cái ấp mình, cái xóm này nè, biết bao nhiêu cây dừa, bà chặt cây dừa nào tôi không có ý kiến, nhưng mà riêng cây dừa đó là bà không được phép đụng vô, nghe rõ chưa? Ông có bị sản không? Không, tỉnh như ruồi luôn. Tôi quán cà phê, tôi là dân thường ha. Ông nghĩ sao tôi là ai mà dám chặt ở bao nhiêu cái làng này, cái xã này, bà muốn chặt cái nào chặt thì đúng. Trời ơi, dễ quá, làm như muốn chặt của ai là chặt vậy? Thì bởi vậy tôi mới nói bà muốn chặt cái gì chặt, nhưng riêng cây dừa đó bà không được phép đụng vô, nghe rõ chưa? Ê, cho nói lại nha, cây dừa đó nó nằm trên miếng đất của ông nội tôi để lại, là miếng đất của tôi. Bây giờ tôi muốn chặt, tôi muốn bứng, tôi muốn cào, tôi muốn cấu, tôi muốn làm cái gì nó là tôi làm, là quyền của tôi. Mắc gì một xíu vô? Đúng là bà có quyền muốn cào, muốn cấu, muốn nhét cái gì được, nhưng mà riêng cây dừa đó bà không được phép đụng vô, bà nghe rõ chưa? Bà nghe rõ chưa? Thôi được rồi, bây giờ ông không muốn là tôi chặt cây dừa đó đúng không? Muốn giữ lại đúng không? Ừ. Ủa mà sao mắc gì phải giữ cái dừa đó lại? Bà có biết là cây dừa nó có ý nghĩa với tôi như thế nào không? Ý nghĩa? Có ý nghĩa với tôi như thế nào bà biết rõ mà. Nhắc ý nghĩa mới nhớ. Cho nên tôi càng muốn chặt cái dừa đó. Chẳng những chặt nha, tôi sẽ kêu người tôi bán luôn miếng đất đó luôn. Cái gì? Mà tôi bán thì sao? Người ta cũng phải chặt thôi. Người ta chặt cái chỗ đó để người ta làm đường, người ta làm nhà. Nghe tôi nói cho bà nghe, bà muốn bán cái miếng đất đó tôi không có ý kiến, nhưng mà riêng cái chỗ mà có cây dừa và khoảng 2-3 mét vuông đất đó, bà bán bao nhiêu tôi mua. Muốn nổi không? Nổi. Hùng hồn quá ha. Được, tôi bán đó. Ra giá đi. Tỷ. Cái gì? 1 tỷ. Miếng đất có hẳn mà 2-3 mét vuông mà 1 tỷ. Ủa ông nghe hả? Tôi tưởng tôi nói trên nóc o ông nghe chứ. Giờ tôi nói lại nè, 1 tỷ. Có tiền mua không? Ông về ông bán hết ruộng vườn nương rẫy của ông á, chưa có 1 tỷ để ông mua nữa. Được. Ừ. 1 tỷ chắc giá phải không? Nói chung là tôi không có muốn bán, nhưng mà giờ tôi thấy mặt ông thấy ghét quá mà. 1 tỷ chắc giá phải không? Nên tôi ghét, bây giờ tôi lên 2 tỷ á. 2 tỷ chắc giá phải không? 3 tỷ. 3 tỷ chắc giá phải không? Chờ đó. Chờ. Trời, làm thì ghê. Muốn ăn thịt tôi hả? Thịt tôi ăn cả năm không có hết nha. Ghét. Má, làm gì chú Bảy mặt hầm hầm đi ra rồi vậy? Hầm hầm từ lúc vô luôn, chứ không phải là đi ra mới hầm hầm. Mới sáng sớm quán chưa có ai mở hàng vô, hầm hầm rồi. Coi như ngày nay đóng cửa luôn rồi. Ủa mặt quạo lắm luôn á. Tự nhiên qua kiếm chuyện với má về cái vụ cây dừa. Cây dừa sao? Cây dừa gian đê ngay chỗ miếng đất nhà mình đó. Không đòi mua. À, đòi mua thì má bán đi. Bán rồi. À không, má đòi bán rồi. Má bán nhiêu? 3 tỷ. Cái gì? 3 tỷ? Ít quá hả con? Trời ơi, ngu quá, nãy phải biết đòi trả 5 tỷ nha. Hèn chi cho nói. Được rồi, bà hứa 3 tỷ phải không? Chắc ông mua quá. Ôi má. Hả? Má nói thách cũng vừa vừa thôi chứ. Má nghĩ sao miếng đất có chút xíu vậy, có cây dừa má bán 3 tỷ. Ai mà mua? Ủa vậy là má hớ hàng rồi hả? Người ta hớ chứ không phải má hớ. Vậy giờ theo con cái miếng đất đó khoảng nhiêu tiền? Con hả? Ờ. Miếng đó đó hả? Ừ. Chà, chắc cỡ 15 ngàn. Hả? Em ơi, chật tùm tùm tùm, nếp vào lòng anh. Má kể bên nhau ta những chuyện ngày xưa. Ba cho mới về. Duyên thêm đậm đà. Ba. Ủa con. Dạ. Trời ơi, con về mà ba không hay. Yêu đời quá ha. Nằm hát hò đồ. Ủa sao về trễ vậy?
Từ thành phố về đây á cũng phải mất mấy tiếng chứ ba. Xin chào bà, quên bà xin lỗi. Cái chuyện mà bà nói với con trong điện thoại đó, con thực hiện cho ba chưa? Đúng rồi, con cũng đang tính về con hỏi ba nè, sao tự nhiên ba tính mua cái miếng đất có cây dừa. Rồi với lại cái giá mà 3 tỷ. Ba, con thấy nó cấn cấn nó làm sao ba? Cấn cấn cái gì? Ba có xem xét kỹ lại chưa? Ba xem kỹ lắm rồi, ba xem rất là kỹ. Vậy là trong cái cây dừa đó không những là chỉ là một miếng đất nhỏ mà nó là mấy ngàn mét vuông đất luôn đúng không ba? Không có. Chứ nhiều? Có khoảng 2,5 mét, 3 mét hả? Trời đất ơi, ba ơi ba, có 2,5 mét, 3 mét với lại một cây dừa. Mà ba chấp nhận mua với cái giá 3 tỷ. Vậy là ở dưới đó có vàng đúng không ba? Không có. Cây dừa không hả? Sao con rối não quá vậy? Cây dừa nó quý hơn vàng nữa, đối với ba cây dừa nó quý lắm. Ba nói sao con không hiểu gì hết hả? Sao không hiểu vậy? Hiểu vô cùng chứ có gì đâu không hiểu. Bây giờ ba nói với con rồi, bây giờ con thực hiện cho ba không? Nếu con cảm thấy con không làm được, ba tuyệt thực cho con vừa lòng. Ba nói ba tuyệt thực. Ba tuyệt thực, con mình ba ở đây ai làm chứng cho ba? Có à. Ai? Người đang làm trời đang nhìn nghe. Người đang làm trời đang nhìn nghe, với lại của quyền thất tổ nhìn nè, chứng nhận cho ba là ba tuyệt thực nghe. Ba nói cái gì cũng được hết á. Nhưng mà con thấy nó lấn cấn sao? Hay là ở xóm này có người nào gọi là dụ dỗ ba mua với cái giá đó đúng không? Con ơi là con, trời ơi ba già rồi, ai dụ ba được, ba không dụ người ta thôi, sao người ta dụ được ba? Trời ơi, cái này là cái miếng đất này là của cô Năm đó. Cô Năm. Cái miếng đất của cô Năm. Có cây dừa. Ba kết cây dừa, kết là bao nhiêu cũng chơi hết trơn hết trọi á. Hiểu không? Tự nhiên cái miếng đất mà có 2,5 mét, 3 mét với cây dừa mà ba mua với cái giá 3 tỷ. Rồi bây giờ con hỏi ba nè, cái nhà này bán nè, chưa chắc được tới 500 triệu, rồi tiền đâu đắp vô? Tiền dưỡng già của ba. Trời ơi ba. Tiền dưỡng già mà con để dành cho ba, với lại tiền của ba làm ra ba để dành đó, cũng 2 tỷ mấy rồi, giờ cộng mình bán cái nhà này nữa luôn là chơi luôn. Trời ơi ba chơi bứt gân vậy luôn. Chơi gì một lần một phát một cho cái xóm này nó le mắt với ba luôn. Rồi bây giờ con hỏi ba, mất tiền dưỡng già rồi ba sống bằng cái gì? Sống được mà. Sống sao được? Sống được. Sống thôi mà, ăn ít, ăn bao nhiêu gì nhiều chứ ngủ bao nhiêu đâu ba, không thành vấn đề. Mất tiền dưỡng già rồi cái ôm cái gốc dừa đó sống. Trời ơi ba, con thấy cái chuyện này không ổn rồi đó ba ơi. Sao không ổn? Con không biết nữa, nhưng mà tự nhiên cái bây giờ đâu mà kêu con về đây rồi ba mua, con tưởng là ba mua cái miếng đất nó phải mấy ngàn mét vuông với cái giá là 3 tỷ. Bây giờ ba nói con chỉ có 3 mét vuông với lại một cái cây dừa ba mua với cái giá 3 tỷ. Giá trị vô cùng, giá trị vô cùng. Con ơi, con không hiểu được cái gốc ngát của cây dừa đó đâu. Nếu mà con hiểu được gốc ngát cây dừa đó hả, giờ 5 tỷ ba cũng mua, đừng nói cho 3 tỷ. 5 tỷ ba cũng làm luôn á. Chiều ba đi con, ba năn nỉ con đó con à. Rồi bây giờ không lẽ ba mua chút xíu vậy rồi ba chết rồi chôn ba dưới luôn hả? Nếu mà được chết mà được chôn ngay cái cây dừa đó là ba mãn nguyện lắm rồi đó con. Trời. 3 tỷ bạc chứ ít đổi gì đâu. Nghĩ làm sao ba mình bỏ ra số tiền đó mua cái gốc dừa này với 2 mét đất này. Ba tao có nước bị người ta gạt á mới mua mày với cái giá đó, chứ bán thân tao chưa chắc gì được 3 tỷ nữa. Trời ơi, rồi bây giờ sao đây? Hù. Hù cái gì mà hù? Trời đất ơi, tự nhiên quạo ngang với tôi vậy, đi giận đi về. Thôi. Biết anh ở trên thành phố về tới giờ này mới ra thăm người ta. Tại vì em phải lén má đi chứ bộ. Bộ muốn đi đi hả? Biết rồi. Nhưng mà nè. Gì? Em thấy má em có vô lý không? Nghĩ sao á mà bán cho ba anh cái gốc dừa này nè, với lại 2 mét đất ở đây thôi à, với cái giá 3 tỷ. Ha. Công nhận má em nói thách dễ sợ. Rồi em thấy má em nói thách vậy rồi, em không có cái cách nào em kêu má em bớt cho ba anh hết hả? Sao anh biết không có? Ủa vậy là có hả? Em trả giá liền. Trời ơi, trả nhiêu? Em trả giùm ba anh có 15 ngàn thôi má, chữ quá chữ. 15 ngàn? Chứ gì nữa, 3 tỷ mà trả xuống 15 ngàn là chỉ có một mình em thôi đó. Anh nghe anh say sẩm luôn á. Chứ gì nữa. 3 tỷ mà trả 15 ngàn, tới ông cứu nội anh sống vậy mà cũng không tính được nữa. Nghĩ sao má em chịu? Thì đó, má đâu có chịu đâu. Mà em cũng không hiểu nổi. Nhìn đi nè. Đó. Góc dừa dày đây. Mà má em đòi bán 3 tỷ. Mà em là ở giữa mà. Em khó xử dữ lắm. Đúng không? Rồi mai mốt lỡ em về em làm dâu nhà anh, em biết ăn nói làm sao với ba anh đây?
Thì đó, anh cũng khuyên ba anh hết lời rồi, mà nằng nặc ba anh cứ đòi mua với cái giá đó. Thấy vô lý quá à. Vô lý thiệt, không hiểu thiệt. Mà anh cũng không hiểu làm sao ba anh lại mê mẩn cái gốc dừa này, cái dừa này nữa. Đúng rồi đó, đó mới là cái vấn đề mình cần phải suy nghĩ. Em vẫn không hiểu tại sao ba anh lại muốn mua cái gốc dừa này và cái miếng đất này ta. Hay là nó có cái gì đó nó gắn kết với ba anh? Gắn kết hả? Hay là cái gốc dừa và miếng đất này nó hợp phong thủy với ba anh? Không, ba anh hồi đó giờ đâu có chơi phong thủy đồ này kia đâu. Nhưng bây giờ chơi ai biết được, lỡ nhiều khi thầy nói là sau này ba anh chết chôn ở đây là con cháu làm giàu thì sao? Ờ ha. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Không lẽ ba anh tính tới đường đó luôn? Thì đó, trước sau gì em cũng về làm dâu nhà anh đúng không? Ừ. Thì bây giờ nếu như má em có rao giá 3 tỷ, ba anh đưa 3 tỷ cho má em, má em cho em thì nó cũng là của hai vợ chồng mình thôi. Chắc gì của hai đứa mình. Anh nói nè, nếu mà của hai đứa mình á là khi nào hai đứa mình đến được với nhau. Còn lỡ mà em đi lấy người khác là coi như 3 tỷ đồng đó theo em với lại theo chồng em luôn rồi, đâu có quay về với anh đâu. Thì lúc đó anh sao? Thì lúc đó anh trắng tay. Chứ làm sao nữa, mất cả người yêu rồi mất luôn tiền. Ý anh là nếu như mà tiền không về tay anh á thì mình chia tay luôn đúng không? Không phải, nhưng mà mình cũng phải tính tới cái đường nó xấu nhất chứ. Anh tính toán hơi nhiều rồi đó. Vậy là anh đâu có yêu em, anh chỉ yêu 3 tỷ của ba anh thôi. Không, không phải, anh yêu em mà. Nhưng mà anh lo không hiểu làm sao mà cái cây dừa này nó cũng có trái nhiều đâu. Bên tùm lum đây có nhiều cây, nó có trái còn nhiều hơn nữa nè. Mà sao tự nhiên ba anh 1-2 cứ đòi mua cái cây dừa này? Mà má em 1-2 cứ đòi chặt cái cây dừa này. Ngộ ghê á, không biết hai người có cái gì với nhau. Làm gì mà má em ghét cái gốc dừa này dữ vậy ta? Thiệt, giống như là mặt trăng với mặt trời vậy đó. Nhưng mà anh có ghét cái cây dừa này không? Ghét chứ sao không ghét. Tự nhiên ghét nó à? Thì tại nó mà ba anh với anh bữa giờ cũng lục đục quá trời kìa. Đang ở trên Sài Gòn, ba anh 1-2 kêu anh về tưởng bàn sao? Bàn vụ gốc dừa này, chất quớt à. Nhưng mà đây là cây dừa định mệnh. Quên hả? Quên hả? Quên hả? Quên hả? Quên hả? Thì nhớ dừa định mệnh. Dừa định mệnh có người leo trên cây dừa đó. Đúng rồi. Cái tôi ngồi dưới đây. Đúng rồi. Xong rồi cái xém chút nữa có trái dừa nó rớt vô đầu tôi. Đúng rồi. Cái xong cái hai đứa đó, hai đứa tới giờ đó 3 năm rồi đó. Đó lẹ mà ghê. Hả, trái dừa này á, nước thì rất là ngọt nè, bóng thì che mát cho hai đứa mình nè, đúng không? Ừ. Tại sao lại phải chặt nó đi, rất là tội nghiệp nó. Đúng rồi. Ừ. Nói tới nói lui có nghĩa là mình chỉ lấn cấn cái vấn đề tiền thôi. Đúng. Chứ cái cây dừa này là nó gắn bó kỷ niệm của hai đứa mình. Đúng. Ủa đúng mà khoan, xí. Đáng lẽ em với anh hẹn nhau ra đây mình phải nói chuyện tình yêu chứ mắc gì nói chuyện 3 tỷ với gốc dừa không vậy? À đúng rồi, cái chủ đề chính là chuyện tình yêu mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình ra đây mình phải nói chuyện tình yêu. Ủa chạy đi đâu á? Em chạy đi trốn. À trốn rồi hả? Anh đi kiếm em đi. Đâu rồi, mất tiêu rồi, leo cái dừa em ở đây nè. Ở đâu, ở đâu hả? Ở đâu vậy? À ra rồi hả? Đây nè. Ở nhà có nhớ tôi không? Nhớ. Nhớ rồi, bây giờ gặp rồi đó, mận gì mận lẹ đi. Thôi, đây đông người lắm sao mận được. Mệt quá. Con trai đâu mà nhát cấy à. Thôi giận đi về luôn. Thôi, tại cái tính người ta nhát mà. Thôi đi, không làm gì hết, đi về thiệt á. Về đúng không? Về luôn. Về thiệt không? Về thiệt luôn. Về hả? Ừ. Về hả? Bắt lại cho khỏi về luôn nè. Ui, coi chừng người ta thấy mới giận. Kệ, người ta thấy cho thấy luôn. Ôi, đừng có làm cái quỷ nữa. Nhớ quá à. Nhớ anh không? Má. Gì vậy? Thôi nhớ anh không, tự chửi anh. Má. Sao chửi nữa? Đâu có chửi. Chứ sao? Má em tôi. Má. Hả? Gọi giận. Má em mà biết chuyện tụi mình là coi như má em đốt nhà anh luôn á. Trời ơi, là má em giết luôn á. Thôi giọt giọt lẹ. Giọt trốn thôi, trốn thôi, lẹ. Trốn lẹ, giọt. Thấy không? Biết ngay mà. Hãy kêu cái bảng nào lên là cha già dịch đó là tháo xuống. Bực bội không? Được rồi, để coi nha. Kỳ này ông tháo cỡ nào ha. Tiền tăng lên 80 lần. Thế nào cũng có kết quả tốt đẹp cho coi. Canh chả mà được. Hứ gì thì ghét. Để coi kỳ này ông dám tháo xuống không. Thằng cha bảy già, tôi thách ông đó.
Sao rồi? Con chặt cây dừa chết đó cho cô chưa? Cái gì? Thằng cha bảy cha liền cây dao của mày xuống sông hả? Mày lội xuống sông mày lấy cây dao mày lên mày chặt tiếp cho tao. Trời ơi, mày chặt đi tao cho mày 100 triệu. Hả? Ờ đúng rồi, rào lại, đúng rồi, phải rào lại để cho chả đừng có làm gì được hết. Cái gì? Mày kêu tao rào luôn đó hả? Trời ơi, cùng 100 triệu cũng chê nữa hả? Nè, cô nói nè. Nè. Ê! Cái anh cha già kia, ai cho ông lấy cái bản trên cái vườn của tôi xuống vậy? Bây giờ thông báo cho bà biết, cái miếng đất có cây dừa khoảng 2 mét vuông đó thuộc về tôi. Võ Sách, tôi ra 3 tỷ. Cái gì? 3 tỷ trong này đếm thoải mái, không thiếu một cắc. Ê, đừng giỡn mặt với tôi nghe. Giỡn sao? Ở đâu có 3 tỷ hả? Tiền của tôi miễn sao có thôi. Đi cướp ngân hàng hả? Không, không bao giờ làm cái chuyện mà để phạm tội. Tôi biết tính ông rồi. Ông chơi bất gần tôi đúng không? Ông muốn làm nhục tôi đúng không? Cho nên ông bán hết ruộng nương giường tượng của ông rồi. Ông để dành tiền mà dưỡng già của ông, ông đưa cho tôi luôn đúng không? Đó là cái chuyện của tôi. Bây giờ tôi nói cho bà nghe, kể từ giờ phút này bà không được quyền đụng vào cái miếng đất đó nữa, nghe rõ chưa? Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi chưa có ký nên tôi chưa có bán, tôi đổi ý. Bây giờ 5 tỷ tôi cũng không bán luôn. Nè, vừa phải thôi nghe, bà ăn nói lại gọng kiểu này là không được nghe. Bà nói 3 tỷ rồi giờ bà nói 5 tỷ. Tôi nói cho bà nghe. Trời ơi, bà biết là cái số tiền mà 3 tỷ này là tôi phải dành dụng cái tiền dưỡng già của tôi. Tôi bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được 3 tỷ như thế này. Bây giờ tôi muốn mua cái miếng đất rồi, tự nhiên bây giờ bà đổi bà bán 5 tỷ. Bán. Trời ơi, tôi năn nỉ bà đó. Bà ngồi xuống đi, bà nghe tôi nói chuyện nè. Tôi năn nỉ bà, tôi lại bà đó. Bà cái gì bà cũng được, cái đừng có đòi bộ nè. Bộ kiếp trước tôi có cái gì lỗi với bà hay sao mà tự nhiên bây giờ bà đối xử với tôi tệ dữ vậy? Bà có biết là cái miếng đất nó quan trọng đối với tôi như thế nào không hả? Tôi năn nỉ bà, tôi cầu xin bà đó, bà để là cái miếng đất đó cho tôi có cây dừa đó đi, bà đừng có chặt, bà đừng có bán cho người ta cái khúc đó. Tôi năn nỉ bà đó, bà, tôi năn nỉ bà thiệt đó. Nó là bao nhiêu cái tình cảm của tôi, bà không thương nó nữa thì bây giờ bà để lại cho tôi đi, bà bán nó lại cho tôi đi, bà đừng có bán cho người khác, người ta chặt nó tội nghiệp. Trời ơi, cha già kia, sao không hiểu lòng tôi vậy? Lòng mà cái gì, bà bán 3 tỷ hiểu gì hiểu. Tôi đâu có muốn bán cái dừa đâu. Nhưng mà tự gì tôi nhìn cái dừa đó tôi không chịu được. Làm gì không chịu được? Ông có biết 3 năm nay ngày nào ông cũng ra ông ôm gốc dừa ông khóc. Tôi thấy hết á. Tôi rình rập ông, tôi biết. Tôi thấy ngày nào ông ra được khóc. Bà rình tôi mỗi ngày luôn hả? Bây giờ tôi phải chặt nó đi, chứ tôi thấy tôi chịu đâu có nổi. Là có nghĩa là cái ý của bà là không phải là vì tiền, bà muốn nói cái giá gì để cho tôi. Cái cha già dịch kia, nhìn đi, nhìn cái mặt tôi là ham tiền lắm hả? Không, bởi vì khờ từ hồi trẻ cho tới già vẫn còn khờ. Thì ai biết đâu, thì cha mẹ sinh ra cái tánh đã khờ vậy rồi. Chứ là đi có nghĩa là đối với bà cái đó vẫn là kỷ niệm mà hả? Chứ tôi nhìn nó sao tôi chịu nổi. Tôi thấy ông đau lòng như vậy, lòng dạ nào mà mấy chục năm nay tôi chịu nổi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ở đâu mà lù lù ra vậy? Bu cái tay ra. Con nhỏ này làm cái gì mà kẹp tay? Dạ. Thằng con ông. Ủa sao tự nhiên nãy giờ con ở trong đó vậy? Sao tự nhiên vô trong nhà cô vậy? Hả? Dạ con tính gặp cô để con xin. Con cưa cái gốc dừa đó 80 triệu, còn 3 tỷ của ba con á vẫn còn nguyên. Trời ơi, cái thằng quỷ vậy? Sao mau quýnh ảnh, sao mau quýnh ảnh? Hồi nãy giờ không chịu ra sớm. Để tôi rớt nước mắt. Làm tôi quê với ba cậu à. Làm tôi nói thiệt, hết nỗi lòng của tôi. Rồi tự nhiên hai đứa nắm tay nhau vậy? Hồi nãy trong đây. Dạ. Là sao? Là chuyện là gì? Là tụi con chịu đẹp nhau đó. Trời ơi, sao không nói với má sớm? Sao dám nói được, con thấy má với lại chú Bảy căng quá. Rồi hồi nãy tụi con ở trong đó, tụi con nghe hết cái chuyện tình gọi là bi đát. Rồi lâm ly của hai người rồi. Mà tại sao hồi đó hai người yêu nhau mà không đến với nhau, uổng quá vậy? Trời ơi, mấy cái chuyện này chị không được nhắc mà. Lại nữa mà mắc cỡ muốn chết là... luôn. Bây giờ tôi... Thôi được rồi, để tôi nói. Khoái nói lắm. Lần vậy. Dạ. Hồi đó má với ổng yêu nhau. Cái gốc dừa đó là nơi kỷ niệm má với ổng rất là nhiều.
Vậy mà má tham phú phụ bần, má đi lấy chồng giàu. Má nghe lời ông ngoại con. Trời ơi. Mà ngày xưa con biết rồi đó, áo mặc sao qua khỏi đầu. Cho nên là má lấy ba con, má bỏ ổng. Bây giờ ổng ôm cái gốc dừa đó hoài, sao má chịu nói. Gốc dừa định mệnh. Đúng rồi, vậy là cô ham chồng giàu, cô bỏ ba của con. Cái đó là tại ông ngoại, không phải tại cô. Tại ông ngoại em chứ bộ. Đúng rồi, tại ông ngoại. Nhưng mà cũng nhờ cái gốc dừa đó mà con với ảnh mới nên duyên đó. Vậy là giờ tụi bay hay hẹn ngoài gốc dừa đó luôn hả? Dạ đúng rồi, anh đó, kể đó là cả một câu chuyện dài luôn á. Ba năm trước á, cái lúc mà con ngồi dưới gốc dừa con đọc sách nha, cái tự nhiên cái con có cảm giác cái trái dừa nó sắp sửa nó rớt lên đầu con. Ha, à, cái con ngước lên. Ôi đất ơi, con thấy một cô nàng hái dừa mà leo như khỉ. Và người đó chính là Hạnh. Đúng vậy. Từ đó cái con dính tiếng sét ái tình luôn. Có nghĩa là bây giờ là kể từ giờ phút này là tôi với bà là cái gì, là mình không phải là Su gia. Bớt mơ đi nghe. Su gia có nghĩa là không được quyền mơ nữa đúng không? Chứ cha, vậy là chú Bảy phải ôm gốc dừa khóc nức nở nữa rồi. Nè, cái con này đừng có nhắc tới cái chuyện hồi xưa của má nữa nghe chưa? Làm má đau lòng nghe mày. Nè, mà còn bây giờ nữa con lại còn sao lại con kêu là chú Bảy? Phải kêu là tía. Đúng rồi, tía chồng tương lai. Ừ, tía chồng nghe. Chứ đừng kêu tía má. Tự nhiên thấy tao với ổng giống hai vợ chồng quá. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Cái gì vậy? Mới sáng sớm quán của tôi bán cà phê, không có bán đồ nhậu nha. Tự nhiên rồi cha già này vô làm gì? Nè, là nó kêu tôi vô, tôi đang câu cá ngoài, nó kêu tôi vô chứ phải là tôi muốn vô trong này đâu nha. Ngồi xuống đi. Cái thằng này mày lôi ổng làm gì rần rần vô đây vậy? Dạ, nói chung là có chuyện con mới nhờ hai người thôi. Chuyện gì? Gì? Khi mình ta nói chuyện mình thật sự đi, mình dẹp cái đó qua bên đi. Trời ơi, thiệt á. Trời ơi, tôi nghe bằng cái lỗ tai, không phải nghe bằng cái tai. À, cái tai này, hiểu không? Mệt ghê thiệt á. Trời ơi, nó nói thì mệt quá. Đó, bây giờ nè. Gì vậy? Thấy hai người đẹp đôi lắm nha. Ê, mày điên rồi hả? Tự nhiên đẹp đôi là sao? Nói sao? Trời ơi, có gì đâu mắc cỡ trời. Mắc cỡ gì? Thì đẹp đôi thì mình cứ việc đến với nhau thôi, chứ có gì đâu mà mắc cỡ. Bậy! Xin lỗi. Cha già này không có cửa đâu ha. Bà không có cửa với tao luôn. Trời đất ơi, mất lâu lắm rồi. Ở đây bây giờ là con có một chuyện con nhờ. Thật sự là con nhờ. Cái chuyện gì mà tự nhiên? Có nghĩa là nó lôi vô đây là nó có một chuyện đó, nó nhờ mình. Nhờ chuyện gì? Bây giờ là có phải là Sáu thương con nhất không? Ừ thì cũng thương. Thương chứ sao không thương? Đúng rồi. Ngày nào cũng tốn biết bao nhiêu tiền, vừa mua rượu vừa mua mồi chạy qua bên nhà coi cô chú Tư, cho nên chú Tư cũng phải thương con. Thì con thương chút mà con gài thiêu vô cái thế là coi như là không thương không được. Thì bắt buộc phải thương rồi. Rồi thương. Nói chung là mày không có làm cho người ta ghét vậy thôi. Dạ rồi. Con câu chuyện tới đây là chấm dứt hết rồi. Về đi cho tôi lặt rau xong. Rồi, okay. Ngồi xuống. Trời ơi mệt thiệt, cái trời tôi chưa nói chuyện gì chân mà hai người này. Bây giờ á là hai người biết là con là mồ côi đúng không? Rồi á là con bây giờ con muốn là hai người là vợ chồng với nhau được không? Trời ơi, cái thằng này có cái gì vậy? Vậy hoài thôi vậy. Tự nhiên có vụ gì tự nhiên cái gì bảo là vợ chồng. Mệt quá tôi thiệt, trời ơi. Làm vợ chồng đây là làm vợ chồng giả thôi. Vợ chồng giả là sao? Là chi? Tự nhiên sao là làm vợ chồng giả? Bây giờ á là có nghĩa là hai người là vợ chồng giả nhau, mà giống như là tình yêu là phải có tèn 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 nhá không? Tèn tèn tèn. Phải chạy nước miếng, À con nghĩa là ý của con nói là chú với bà là phải đã từng có tèn tèn rồi. À đúng rồi. À tèn tèn là bây giờ. Đã từng rồi nghe. À đã từng, đã chứ từng. Chứ không phải là giờ cho ông tèn 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 đâu nghe. Không có không. Trời ơi, tôi mệt quá, làm ơn đừng cãi lộn nữa mà. Rồi bây giờ con nhờ thì bây giờ là vợ chồng giả mà. Giả, đúng không? Giả. Thì phải tèn tèn, là sau đó là tèn tèn là phải có bầu. Đúng rồi. Có bầu là phải có con. Cái gì mà dần lân vậy bay? Cái gì tèn tèn là có bầu rồi có con. Con đâu? Đây, con là con đây. Vậy là sao không hiểu rồi? Thì bây giờ con là con của hai người. À nó muốn làm, nó muốn xin mình làm ba mẹ nuôi. Hiểu rồi, nó kêu ba mẹ ruột. Ba mẹ ruột? Ờ. Ủa chứ tự nhiên khi không thì không, tự nhiên là ba mẹ ruột là cái gì vậy? Trời ơi thôi lỡ rồi, thương con giúp con đi. Thì thôi, bây giờ hai người làm vợ chồng giả thôi, đâu phải làm vợ chồng thiệt đâu. Không ai tin đâu. Bởi vì
nhìn tao với ổng mà đẻ con là xấu quá, không ai tin đâu. Với lại chú cao mà con có lùn xịt gì nè, người ta nói kỳ vậy. Chắc phải thử ADN nó mới công lắm. Ê, đi đâu vậy con? Con thiệt á hả? Con chưa bao giờ mà con buồn con chú dễ sợ luôn á. Mà chị sao vậy? Bây giờ cái chuyện mà con làm con giả rồi mà, con chuyện con xấu kệ con chứ. Con là mồ côi ba mẹ mà ba mẹ con đẻ không ra con xấu là có ăn hết của ai đâu. Hiểu lỡ. Ngồi xuống. Nữa hả? Ngồi đi. Ngồi đi. Rồi ngồi đi. Bà đổ bên đó đi, bà ngồi đi. Con nói gì mà ngồi hoài vậy trời, cái thằng này rồi sao mà nói gì? Bây giờ con muốn á là giúp con á là hai người là vợ chồng, còn con là con ruột. Bằng chi vậy? Tại vì con có lỡ con thương nhỏ đó trên thành phố á, con lỡ nổ với bé đó là nhà con là khá giả rồi giàu có lắm, ba mẹ con hả là hồi xưa là trai tài gái sắc rồi là thương con, nhưng mà tại vì chán cái cảnh ở trên Sài Gòn mới về đây sống cảnh cho nó bình yên rồi đó, rồi con nói vậy thôi ai về đâu, bé nó thương con quá đòi về quê ra mắt ba má chồng. Nó đòi về hả? Cái chết là cái chỗ này nè, rồi giờ sao? Thì con lỡ nổ rồi cho nên con mới nhờ cô chú giúp con. Bây giờ Khi nào nó về? Khi nào về? Chiều nay. Cái gì mà sốc? Mới cũng phải nói cho biết trước chứ. Chú ơi, chứ giờ con nói thiệt chú, đời này cuộc đời đã lắm nhiều lắm chữ ngờ. Chứ làm sao con ngờ được, bây giờ tự nhiên cái đùng cái đòi về, bây giờ con phải chạy ra con đón liền bây giờ nè. Trời ơi. Bây giờ giúp con đi, tại vì biết xong cái chuyện của con á, con ráng con tự con sắp xếp cuộc đời con rồi. Con nổ sao là con phải nhớ trong đầu là ba mẹ con nè, ba má con ha. Bây giờ con có tính là con mượn nhà ai chưa? Thì nhà này luôn. Trời ơi, nghĩ sao trên thành phố mà bà bán chỗ này không được, quán cà phê gì cũng bây giờ chú đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót luôn. Chú cho mượn nhà của chú. Trời ơi. Thấy không? Cho mượn nhà chú luôn. Cho luôn hả? Cho mượn. Bậy có vụ cho luôn, tao đâu bị khùng. Thôi được rồi, bây giờ tranh thủ đi đón nhỏ nó đi. Khoan, để cô dặn trước đã, bởi vì hai người dù khi không hợp nhau cho nên là hay chẹt que lắm nha. Rồi nói. Bây giờ nè, trước khi làm như vậy là con muốn là cô với chú tập về cái cách mà làm vợ chồng nhau đi, chứ để hai người hay gây lộn lắm. Tập sao? Thì bây giờ hai người vô ở chung một nhà, chui vô chung một phòng là kể như là mình trở thành vợ chồng rồi đó. Đi vô. Trời ơi, tự nhiên cái tao với ổng vô phòng. Rồi nó làm gì mà chết rồi. Không, thì có nghĩa là làm sao mà cho nó thân thiện với nhau. Nên lúc nào cũng là đi đâu cũng có anh, là có em. Lời ăn tiếng nói với hai người là phải ngọt ngào nha, chứ không phải là mới nói chuyện chút xíu đọc cái đâm thọt nhau này nọ là chết con luôn á nha. Ông với bà hay là anh với em? Thôi anh với em đi. Ô, anh em trời ớn trời đậu luôn rồi trời ơi. Anh em già dữ lắm rồi. Chưa gọi em nghe. Tôi nói thì cho bà nghe. Đó cũng yêu thương nhau cũng anh em thì giờ anh em còn sao? Trẻ bây giờ nó già rồi nó khác. Đâu bây giờ nè yên tâm cái con nè. Yên tâm hai người nắm tay cái nhau cho con yên tâm cái nắm tay. Bắt tay hả? Không nắm tay chứ bắt tay gì, nắm tay tình yêu rồi. Trời ơi, nắm đàng hoàng giùm coi, giúp giùm lỡ, giúp cho chót đi. Chị nắm chắc cũng khều nhộn muốn chết. Khều gì bởi vì nè, rồi đó được chưa? Yên tâm chưa? Rồi bắt đầu hai người nhìn nhau cái nè. Đó, rồi nở nụ cười lên coi sao. Đó, trời ơi, cười cái gì vậy? Là cười nhẹ nhàng nha. Nhớ nha. Cái mỏ kỳ vậy? Cười tôi mới coi. Nha. Đi nhớ nha, giờ con đi rước rồi nha, con rước nha. Ba mẹ. Rước nha. Con đi con trai. Cái gì vậy? Làm như được thừa nước đục thả câu à? Bà đó, bà ta tạo cơ hội, bà nói nữa. Tôi với mà không thương nó, ông liệu hồn á, dễ làm chồng tôi lắm hả? Ai không được, hai đứa mình phải tập yêu thương nhau, tình cảm để mà hồi ra mắt dâu mà tôi với ông kiểu mà cãi cọ vậy đó là cũng sao? Là bà không à, bây giờ bà ngồi xuống đi mình giả bộ mình phải làm sao cho nó âu yếm để nó giới thiệu với bạn gái của nó, vợ sắp cưới của nó cảm thấy là có một gia đình hạnh phúc. Ngồi xuống đi. Bây giờ âu yếm làm sao ta? Thì ngồi xuống đi, bà ngồi xuống đi. Trời ơi, cái này là chết chắc luôn. Sao mà đi chợ mà lâu dữ vậy trời, thiệt tình đó bà này. Mình chưa đi vừa chạy à, mình mới đi chợ về đó phải không, mệt lắm phải không ha? Mình ngồi trên cái dáng này mình nghỉ mệt đi ha, ngồi lên nghỉ mệt. Cái gì vậy, cái gì bị kiến cắn hả?
đừng đừng kêu tụi mình đầu chân cẳng gì, tôi nghe tôi nổi da gà quá. Cái tôi gì kêu mà nổi bà ông ông cho rồi đi. Trời ơi, mình đã hứa với nó là mình giúp nó, mình phải tập vợ ngay từ bây giờ, mình phải đóng vai làm vợ chồng mà. Tập vợ cái gì, chừng nào con nhỏ nó xuống đi rồi tính. Nhưng mà lúc đó mình lượm thượm rồi, làm sao mình ăn nói với người bạn gái của nó mà sắp sửa trở thành con dâu của vợ của nó. Ý là ông nói không quen đúng không? Ừ, bây giờ mình phải tập vợ làm sao cho nó ăn khớp ăn rơm mới được, phải hạnh phúc, hiểu không? Không vậy đi. Thôi bây giờ nè, khi tôi quen miệng cái ông tôi cái bể hết nữa. Rồi bây giờ uống miếng nước cho nó ngon lành rồi để mà mình ấy ha, để mình thoại cho nó ngon lành nghe chưa? Dạ. Không. Cho em xin miếng nước nha. Không nên uống nước trà. Không nên uống nước trà. Bây giờ là uống nước đá chanh. Trời ơi cái gì vậy? Tôi ghét nhất đá chanh mà tự nhiên hỏi uống nữa tôi nữa cái gì mà tôi không có tôi. Em ghét uống đá chanh nhất đó. Chứ muốn uống cái gì nè? Em uống cam mật ong. Nước cam mật ong hả? Ở trong đây không có nước cam mật ong, ở nhà không có, chưa có đi mua. Thôi giờ về đi ha, bây giờ ngồi để nghỉ ha. Đưa cái giỏ đó cho anh. Đưa cái giỏ cho anh để anh ra đằng sau anh nấu một bữa cơm ngon lành để hai vợ chồng mình cùng thưởng thức nghe chưa? Dạ. Anh ra sau á cái anh nấu đồ ăn giùm em nha. Canh lặt rau để đi cùng hai vợ chồng nấu nha. Tem cái mỏ vô, tem cái mỏ vô. Đừng có đãi quá. Đãi quá nó không có thật. Mình đã diễn thì phải diễn giống như là thật, hiểu không? Trời ơi, Hiền ơi là Hiền, cái thằng quỷ Hiền mập. Tôi khổ ghê vậy, tự nhiên tôi nhận cái chuyện này để làm cái gì? Bây giờ tôi khổ tâm ghê, chưa bao giờ mà làm mẹ, chưa bao giờ làm vợ. Bây giờ nó đặt tôi vô cái chuyện mà khó khăn trăm bề như vậy, tôi đổ hồi hộp hết luôn. Ông nói xong chưa? Nói xong chưa? Trời đất ơi, bây giờ mình phải tập mình kêu nó là con. Mình mới kêu nó là con trai của mình chứ, tự nhiên bây giờ thằng Hiền là như thế nào? Bây giờ một lát nữa nó về, bạn gái nó về nó dẫn vô cái thằng Hiền lại biểu là chết liền bể hết. Là tội nó. Nó một cô cha mẹ nó nhờ mình giúp thì mình là người lớn, mình hứa mình phải làm cho nó tròn vẹn, hiểu không? Hiểu không? Bây giờ nói chuyện đàng hoàng. Rồi tập lại coi, nói coi. Hiền ơi, tại sao con đặt ba mẹ vô cái chuyện như vậy hả Hiền? Thiệt là khổ tâm ghê. Bà Sến chảy nước luôn đó. Bà Sến thấy gớm luôn á. Chính cha xin lỗi. Em Sến thấy gớm luôn. Em Sến đó. Công nhận khó thiệt á anh hả? Coi như mà là tụi mình là vợ chồng thật sự ha. Cũng giống như bây giờ vậy. Hai đứa là hai vợ chồng thật sự. Thật sự mà nói á là em rất là thương thằng Hiền. Đúng rồi. Nhưng mà hả, tự nhiên nó kêu em với anh làm cái chuyện như vậy mà tự nhiên thấy khó không? Hồi nào giờ mình muốn nói gì mình nói dễ chịu, nó thoải mái dễ sự tôi chứ cha cũng ốm tôi anh trai thì thấy ghét. Vợ chồng thì hạnh phúc mà. Hiền nó giao rồi à, quên. Con mình nó giao rồi. Ôm lại. Con mình nó giao rồi, mình phải hạnh phúc như vậy chứ cho con dâu tương lai nó thấy chứ, đúng không? Đó, nó bắt chước mình đó. Đó như vậy mới gọi là hết sĩ. Anh gì? Trời ơi, sao tự nhiên tim đập mình bắt. Anh không tim nó làm thủi luôn. Ôm nhau sao hấp dẫn quá vậy ta? Nếu phải chi mà tụi mình như vậy mà nhân cái cơ hội này tụi mình là thiệt luôn thì bây giờ tụi mình sẽ có con đàn cháu đóng được, có cháu mình nắm bồng luôn á. Trời ơi sao tôi ngu quá vậy ha, phải chiều đó giờ tôi ôm ông sớm hơn, chừng giờ tôi 8 đứa con rồi. Anh cũng vậy, phải chiều đó anh ôm em sớm hơn, bây giờ mình đã có con nó bự hơn Hiền luôn á. Bớt mơ đi cha nội, nó muốn chết hả? Không? Quá xuất sắc. Công nhận nó đưa em có mô hình để cầm, nó y chang như điện thoại thiệt vậy đó. Dễ thương quá ha. Rất là dễ thương. Ước gì nó là điện thoại thiệt ha. Nhưng mà nói thật nha, ngồi đi. Trời ơi, anh nấu ngon quá đi á. Coi như là còn là mấy cái món em thích không đó. Từ lúc mà tụi mình tập nhau đó, tụi mình tập dần giống như vợ chồng thật sự đó, anh có một cái cảm giác rằng giống như là một gia đình thật sự luôn vậy đó. Phải chi mà hồi đó giờ tụi mình phát hiện đối phương sớm như vậy thì bây giờ tụi mình đã có con đàn cháu đóng rồi, đúng không? Nãy giờ em xưng em anh hết muộn rồi đó, tự nhiên giờ em thích dễ sợ luôn á. Ôi trời ơi, đẹp trai quá ta. Trời ơi, nhìn phong độ dễ sợ luôn á. Đẹp quá, nhìn chững chạc như một người đàn ông trụ cột của gia đình luôn á. Em có đâu có thua kém gì đâu. Em là một người phụ nữ chỉnh chu nè, rất là tế nhị tề gia nội trợ, ở trong bếp cũng được mà ra sảnh cũng được luôn đó nè. Nghe nè, bây giờ á, nhìn qua nhìn lại đi ha. Ừ. Mình giống dân thành thị chưa?
hay là còn lòi cái phèn? Không có, mình bây giờ mình là chỉnh chu dữ lắm rồi. Đẹp không? Rước đó, đó gì mà đúng là giống thành phố phong cách của thành phố. Dạ. Rồi vậy ha. Còn lát đi về tụi mình cứ làm như thật giống là tụi mình là ba má nó thật sự nha. Vậy đi. Dạ, đi. Ủa sao lâu quá tụi nó chưa có về, tụi nó đi đâu vậy? Dạ, ba ơi, má ơi. Đi vô đây. À con trai. Dạ, con chào ba má mới về. Bạn gái con đó hả? Dạ, đây ạ. Dạ, con xin chào ông bà. Trời ơi, dạ. Lễ phép dễ sợ chưa? Con xin chào hai bác. Con ơi, đừng, hai bác còn sống. Dạ không phải, cái đó là cái lễ nghi đó. Dạ. Phép lịch sự nó tôn kính mình, nó tôn kính mình. Dạ. Dạ. Tôn kính con ngồi đi. Em vào đi, ngồi đi con. Dễ thương con chưa? Phép được ngồi à. Con ngồi đi, lễ phép quá à. Bé này có giáo dục chắc luôn á. Chắc luôn. Sao con? Hiền nó đưa con đi đường mệt không? Dạ. À, tụi con ngồi trên xe rồi nói chuyện về, con kể về bà và má. Vậy hả? À, cho... Gì vậy con? Hồi nãy con đi xe đường ổ gà quá cho nên bây giờ cái chân con nó rung chút xíu nữa. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh là mình đi vô nhà rồi, không còn trên xe nữa, con còn trên xe nữa. Dạ rồi. Định hồn lại. Không sao đâu, hồi Hiền nó bóp chân cho con, nó giỏi lắm. Bóp chân cho em nha con. Dạ. À, trời ơi, ba má làm đồ ăn thịnh ngọt quá. Trời ơi. Sát sanh quá. Là sao con? Từ nhỏ tới lớn nhà em không có ăn thịt cá. Trời ơi, con cá quá. Bây giờ mình bỏ nó vô trong cái tô vậy rồi gia đình nó đi kiếm nó ở đâu? Trời quá, sát sanh quá. Một đứa con gái rất là có đạo đức. À, nó rất là tốt. Thôi được rồi. À, tại vì bữa nay anh cũng quên mất là em là một người rất là ngoan bên không sát sanh. À, thôi chút xíu nữa em ăn cơm ăn rau con. Cứ để con đem cá thả lại đó. Thôi được rồi, nó chín rồi, sao thả được con? Nó chín rồi ha, thôi được rồi. Thôi bây giờ như vậy cô mời ba má dùng cơm. Thôi ăn đi. Phụ nữ công dung ngôn hạnh tâm tùng tứ đức. Dạ. Đây con đông để cho vợ con nè. À, bạn gái con nè. Bạn gái chưa phải là vợ ha, chưa phải là ăn vợ nha. Con nè. Bạn gái rất là tốt ha, coi như là không có sát sanh, coi như là bình thường là ăn rau với rau củ quả đó. Đại loại là vậy. Dạ, ăn đi, mời gia đình ăn. Mai mốt mình cũng phải cẩn thận. Gì con? Ủa, hồi nãy tụi tao đâu có làm gì sai đâu. Sai đâu. Hai người làm cũng nhớ ba má không quá. Ba nè. Má nè. Ba nè. À, dạ. À, ba má. À, dạ. À. Nó lâu quá, lâu nữa là ở dưới nó cảm xúc. Dạ. Nó về nó gặp mình nó cảm xúc vậy thôi. Dạ. Dạ. Con ở trên đó con làm xong cái con nhớ ba má. Được, ba má hiểu. Dạ, hiểu. Ba má dùng cơm. Dạ. Con mời gia đình mình ăn cơm. Dạ. À, lo cho vợ tương lai của con. Dạ, không có đâu ra đó đàng hoàng. Nhìn Hiền nó làm. Con mời bà. Tôi cũng xúc động thiệt luôn á ông. Dạ. Phải chị này nó y như thiệt ha. Biết cái chuyện vợ chồng mà chơi vui vậy. Cẩn thận lời nói. Dạ. Nói vui thì được rồi. Cảm ơn con. Bình thường con mình nó rất là hiếu thảo, rất là chu đáo. Dạ. Và bây giờ nó sắp sửa có vợ mà một người vợ biết tề gia nội trợ, không có ý đồ sát sanh. Vậy là một người phụ nữ rất là tốt. Dạ. Rất là có đạo đức, vậy là tốt cho con thằng con trai của mình ha. Dạ, cứ trên xe cứ ngồi một hai là kêu con kể. Mà con cũng nói là gia đình mình á là ở thành phố. Ừ. Xong mà tại vì ba với má là không có quen cái cảnh mà ồn ào trên đó. Đúng. Cho nên là tuổi rồi đó con. Về đây rồi ở đây rồi cho nó yên bình. Hết khí trời cho cái phổi nó tốt. Dạ. Con nhìn cô chú là con biết ngay người ở trên thành phố. Tại vì nhìn sang dữ lắm. Cảm ơn con. Ủa con nhìn ra sang luôn á. Dạ. Con nhìn thấy sang luôn á hả? Dạ đúng rồi. Vậy là mình thành công rồi. Còn con với anh Hiền ở thành phố về mà ai cũng tưởng hai đứa dưới quê lên. Không có, mà nói chung mà mình giản dị vậy là tốt rồi đó con. Thôi con mời gia đình dùng cơm ạ. Dạ, ăn cơm con. Dạ. Dạ. À, cho con hỏi cái ruột cá ở đâu rồi? Ủa là sao? Đồ ăn nấu chín mình bỏ mới tội.
chết rồi ăn được. À là bây giờ có nghĩa là cá mà đã làm rồi là ăn được đúng không? Dạ đúng rồi. À anh lúc mà anh quen với em tới giờ anh đâu có nghĩ là em phức tạp tới vậy đâu. Dạ. À. Dạ mời mời gia đình ăn cơm. À trước trước anh là em có quen với ai không? Dạ có. À mấy người đó chịu đựng em cũng giỏi ha. Dạ. À, thôi mình mời mời ba với má. Dạ con mời hai bác ăn cơm. Ăn cơm đi nó không có bình thường. Nó không có bình thường đó. À mà ăn đi dạ. Con. Con dạ, này. Bác ăn rau. Nó cũng nặng. Dạ, có vitamin C. Dạ. À, ăn cho nó vui, ăn cho nó vui. À thôi, em cứ để anh tự nhiên ha. Dạ. Con gấp ruột cá cho nó ăn. Thôi, dạ dạ. Dạ, anh nó nghe thì chị bên đó hai đứa bay tự xử được ha. Ở bên này ba má tự xử nha. À quên, hai đứa con tự xử nha. Dạ. Hai đứa mình tự xử đi mình. Má. Má. À, ba má tự xử. Lo cho con dâu chút chứ sao mà người tự lo cho ra ngoài nhé. Sao con lo cho nó? Nút ít nữa con phải chấm. Có nghĩa là để ý chút xíu chứ. Con ăn miếng trứng nè nha. Không, không, không. Ăn chay. Rau, rau thôi. Được rau. Con ăn miếng rau nha. Ăn đi con. Em chấm với lại nước mắm đi. À, có nghĩa là mình cái tâm mình nghĩ là đồ chai là nó sẽ chai. Ừ, đúng rồi. Mặn chứ con không có gì đâu. Cũng không mặn lắm đâu. Trời ơi. Sao mà con cứ ao ước đây là ba má thật. Nói gì cẩn thận chú nhé. Em thích gia đình anh quá. Cảm ơn con, cảm ơn con. Tại vì con thấy gia đình của anh nó rất là ấm áp nè. Nội cái chuyện ăn cơm thôi mà mời qua mời lại như vậy rất là tình cảm. Đúng rồi. Với lại ngày đầu tiên con đến nhà mà hai bác đã gọi con bằng con dâu, con thấy rất là thích. Ngày trước sao không thành con dâu mà con đúng không? Dạ. Đã vô nhà này ăn cơm là coi như là sẽ là con dâu đó. Cho nên phải tự nhiên nha. Dạ con tự nhiên. Ừ, con kiếm ruột ăn đi con. Dạ dạ thôi được rồi. Sao, mình không ăn nữa hả? Tê chân hả? Má bị sao? Má bị tê chân quá, nãy giờ má gồng. Không, má quýu cái chân quýu dưới đất nên giờ nó bị tê. Bây giờ đi ha. À, bây giờ vậy đi ha con ha. Hai đứa ngồi tự nhiên nha. Ừ. Bác vô bác sức dầu cái chân má nha. Rồi, để tôi dẫn bà vô đổng sức dầu ha. À, má anh bị thấp khớp rồi mà. Ủa, chưa xong đó nha, chưa xong mấy người. Bé vô sức dầu nha, vô sức dầu cho mình ha, vô sức dầu cho mình. Ba má anh dễ thương quá à. Ừ. Gia đình anh chắc là hạnh phúc lắm ha. À. Trong lúc mà chờ ba má quay lại á, anh có thể kể thêm một chút xíu về gia đình anh cho em nghe không? À, ba anh hồi trẻ đó, đẹp trai lắm. À. Ừ. À, cao thì có khoảng chừng 1m6 thôi. Đó thì tóc dài, tóc dài vậy nè. Đó, trời ơi, ông đẹp trai tài tử vậy đó. Còn má anh á, thì người ốm nhom à, ốm nhom nhắc à. Đó, mà đẻ anh ra thì thấy là nhìn là biết giống ông già rồi. Ủa, sao anh kể em thấy khác với hai bác em mới gặp quá vậy? Có nhầm lẫn gì không ta? Không, không, tại vì lớn tuổi rồi khác. Anh tóc lại. À, bên này thì mập ra. À, thì đúng rồi, tới tuổi là mập ra. À, nhưng mà sao mà tự nhiên lùn mà sao càng lớn càng cao lên vậy? Hồi nãy bác đây cũng phải cỡ 1m8 à. À, tại vì ba anh ra hết xà. Hít xà từ nay là biết nhiêu lâu rồi mới được vậy đó, để giãn. À. À, hai bác lâu quá ha. À. Ủa? Cái gì vậy? Ba má đi đâu vậy? Ủa, xả đồ? Chưa xong. Thôi mày cho tao đi về đi Hiền ơi. Nãy giờ tao gồng muốn chết luôn không? Gồng cái gì? Không quen. Nó lượm thượm lắm. Trời ơi, thiệt, nhờ có công chuyện đâu mà làm thiệt. Xin lỗi. Trời ơi, con nghe Hiền. Con cho cô về nha, cô thôi, về. Thôi, cứ đứng đó chút đi. Thôi đi, em hiểu hết rồi. Cứ vậy đi cho nó thoải mái nè. Chứ bắt gì phải giấu giếm gì mệt vậy. À, thôi. Hai cô chú này không phải là ba má anh đúng không? Đúng rồi, con. Con nhìn ngay từ đầu là con đã biết rồi. Làm sao có thể qua mắt con được. Trời ơi, em thông minh dữ lắm. Em bước vô là em thấy có cái gì đó nó giả giả, nó không có thật ở đây rồi. Nhỏ này hay nè. Thì thôi mọi chuyện nó cũng đã vậy rồi, anh cũng nói với em. Đây là cô chú hàng xóm. Anh vì anh sợ em coi thường, tại vì anh mồ côi mà. Rồi, không có cha mẹ. Anh mới nhờ cô chú đóng giả là ba má anh. Nghiệp rồi lắm. Nói là ở trên thành phố ở bị ngột ngạt là về đây sống.
anh mồ côi, anh chỉ sợ em che anh thôi. Chia tay đi. Con bình tĩnh con. Sao vậy? Không cần giải thích. Chia tay đi. Không thể nào quen một người như vậy hết á. Tôi không thể nào tôi quen một người mà dối gạt tôi vậy hết. Thí dụ mà anh hoàn cảnh anh như thế nào thì anh cứ nói em chấp nhận được hết. Em thương anh là em thương con người của anh, chứ em đâu có phải là em thương gia cảnh anh đâu mà anh phải dối gạt em như vậy. Hay đó, con nhỏ được có chí khí nè. Ê, tao chịu bay rồi đó nha. Chịu con đúng không? Chịu con rồi, con hay lắm. Ôi, cảm ơn cô chú. Anh xin lỗi em. Xin lỗi cái gì? Bây giờ thì chuyện nó đã lỡ rồi. Thì em có muốn giữ tình cảm thì em giữ, còn không thì cũng là quyết định của em thôi. Nó mở cơ hội rồi đó. Nó nói vậy là nó mở cơ hội rồi, bay không hiểu nữa sao? Ừ, thằng khờ vậy. Khờ quá trời khờ. Nó nói bịch tẹt vậy là nó mở cơ hội cho bay rồi đó, nó tha rồi đó. Tha gì đâu, đồ chia tay mà. Mày. Con gái nói có là không. Em nói chia tay là khi nào mà anh dối gạt em á. Ừ. Thì lỡ dối rồi mà. Thì bây giờ nhưng mà nó hiểu hết chuyện rồi, nó hiểu là đây là ý tốt mà. Hiểu không? Người ta biết cái chuyện này ngay từ đầu rồi. Mà rồi. Cả bộ ngồi coi coi là diễn kịch cỡ nào. Đó. Vậy hay quá ha. Ừ. Qua mắt được con gái thành phố không ha. Ừ. Giỏi á, nhỏ này. Thôi xin lỗi. Xin lỗi gì? À, từ nay về sau là không có gạt anh vậy nữa. Không bao giờ gạt nữa đâu. À, thật ra là con nhìn cô chú con buồn lắm. Con rất nhớ ba má con. Cho nghe chị tưởng hay mình làm gì cho nó buồn. Ai giờ nó nhìn mình nó nhớ ba má nó. À, cảm ơn cô chú đã giúp con để con có được cái tình yêu như vậy. Cảm ơn em đã hiểu anh. À, không ấy vậy đi. Từ đây về sau mày kêu tao với ổng là ba má mày luôn đi. Trời thiệt hả? Ba má nuôi. Ba má nuôi. Dạ con cảm ơn ba má. Vậy chừ nào đám cưới hai đứa tao là ba má mày thiệt nha. Dạ vậy đi. Dạ cảm ơn ba má. Trời ơi. Vui quá.